Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay hệ thống gian hàng The Watt của chúng tôi làm video review một sản phẩm vừa mới về tại hệ thống gian hàng của chúng tôi. Vâng, đây là một mẫu đồng hồ cơ lộ tim có mã là FAG02002W0, có giá bán chính hãng là 6.260.000. Mẫu đồng hồ gen này được Tân Hải Minh phân phối tại thị trường Việt Nam. Vâng, chúng tôi là đại lý cấp 1 của Tân Hải Minh. Đây là trước mặt quý vị, đó là một mẫu đồng hồ gen rất là đẹp. Đây, có tem chính hãng của Tân Hải Minh. Đằng sau, mặt sau là lộ máy đây bạn nhé. Đây, vòng cơ này. OGN này, có công ty sản xuất, các có đầy đủ hết thông số đằng sau này. Đầy đủ các thông số các bạn nhé. Các bạn đã biết đến thương hiệu OGN này thì không phải nghĩ rồi. Tôi giới thiệu này có nỡ bớ nó là còn hơi thừa, bởi vì đơn giản là các bạn cũng đã yêu thương hiệu OGN thì ai cũng biết đến thương hiệu OGN. Bởi vì là các bạn biết là các cụ ngày xưa đeo đồng hồ SK đấy, đó là thương hiệu OGN. Mà bây giờ những cái SK đến 3-40 năm nay vẫn còn, các cụ vẫn thấy đeo bình thường. Và thế cho nên mới biết là độ bền của thương hiệu OGN này nó như thế nào. Hàng chính hãng là có khác. Vâng, đây trước mắt quý vị đang nhìn một mẫu đồng hồ rất là đẹp luôn, mở được mạ màu vàng hồng. Vàng hồng bạn nhé. Đây, lộ tim automatic rất là đẹp luôn. Dây da màu nâu, da thật 100% các bạn nhé. Da rất là thích luôn. Và tiếp kèm với sản phẩm thì gồm có là túi này, hộp này, cái hộp này bạn này, hộp rất là đẹp luôn, hộp chính hãng luôn, OGN này. Đó, hộp, túi, hộp này, thẻ bảo hành chính hãng nhé. Đây, thẻ bảo hành chính hãng thì bao giờ cũng có một cái tem chống hàng giả của Bộ Công an được dán ở phía sau của quyển sổ bảo hành. Đó là hàng chính hãng. Còn những mấy cái hàng thường các bạn mua trôi nổi trên mạng thì không cần, tôi nghĩ là không có đâu, không có những cái tem này đâu. Nếu mà muộn các bạn mua sách tay thì không bao giờ có luôn. Và mẫu đồng hồ này thì có độ dày khoảng tầm 1 phân. Hiện tại sản phẩm đang có bán tại hệ thống The Watt của chúng tôi nhé. Và anh em ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với chúng tôi và để sở hữu em đó nhé. Chiếc đồng hồ này có size mặt khoảng tầm 40-41. Và cho nên dành cho các bạn nào có cổ tay là vừa hoặc là hơi to một tí, đeo rất là đẹp. Và hôm nay thì tôi một tay cầm điện thoại để review này, một tay này cầm ấy này thì cũng không thể có đeo cho các bạn xem, nhưng mà tôi nghĩ là rất là đẹp luôn. Anh em ai có nhu cầu thì liên hệ với chúng tôi ngay nhé. Vâng, quá đẹp luôn. Vâng, thì bây giờ thì tôi xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Xin chào.